Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử vận may kim cương, quay tay nhận ngàn quả khủng và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ, chất lượng, hãy đến với shop anhpo.com. Tình sau tiết thu muôn lối, nỗi nhớ mà theo một đời. Ok, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Và nay mình đã gọi là quay trở lại với cái app của mình. Anh bà clip leo thách đấu ngày qua là mình đang ở đâu mình chưa ăn có nữa. Mà từ từ đã, bên dưới thầm có người này. Trên nhà không có súng dân nào ta, qua đây mình kiếm coi. Súng lục này. Ui, trên lầu không có một cái súng gần anh mà toàn súng ít quật què đâu. Dạo này nhà mang nó bị nghèo nghèo ấy. Cả khịa đau nha, trời ơi. Thanh niên cầm mờ 500 chúng chạy đây cả khịa mẹ nhưng mà. Cả khịa. Thôi anh ơi. Nó có mỗi mờ 500 anh mà. Đâu rồi? Cả đấm gì đây? Đấm gì? Đấm này. Cả khịa xong đấm này. Ai chơi chó thế anh em? Thanh niên vậy bắn mình xong mất máu xong rồi cả khịa anh em ạ. Lùm anh vãi cả nồi ạ. Mà may vãi mà nó nhảy bên dưới lầu. Ê từ từ. Ê sau lưng mình có người. Đâu ta? Mình nghe tiếng chân đó sau lưng. Đây. Giúp tăm bẻ đầu tiên. Ui. Mẹ vô lý thế nhỉ. Sao tự dưng mình bấm nút chạy nó éo ăn anh em mà. Éo hiểu kiểu gì này. Tí thì toang mẹ bị sau lưng bắn nữa. Nó vào sang bên tay phải. Bạn lại chọn cá chết cơ à? Từ từ quay tay bị đầy bị máu phát. Mất hơi tí máu mà thôi vẫn quay tay mà. Đây có súng gần rồi. Bắn vs với lại giờ súng gun đi, gọi combo đôi mắt tử thần luôn. Quay lại kiếm cái thằng vừa với cà khịa mình bên dưới này. Pha vừa rồi tí chết em ạ. Mình bị kẹp sau lưng mẹ bấm nút chạy éo được này. Đấy gì đấy? Ui súng kiện phụ kiện cái súng nhiệt. Còn nãy nghe tiếng bắn nhau bên đây nó còn đâu hết rồi. Đấy mình thấy có thằng nó chạy qua bên nhà nát này. Đâu rồi ta? Hello anh giai, em đứng đây từ chiều đến giờ. Anh chạy này. Chạy là ui chết đâu anh em, chết đâu. Mãi bên nhau bạn nhá. Trời ơi, thanh niên chạy mà ăn đạn vết, đặt bóc kêu vẫn chết anh em à. Các bạn là mình sấy gọi là đủ đam để vẽ nó rơi giật chết đấy. Sao rồi? Đây. Xéo gì? Ba lô 2 được quả keo. Ui giời ơi, có một cây pha mát anh bạn. Không có gì hết này. Đây này cũng nghèo vãi trưởng mà bây giờ mẹ. Bây giờ mình chạy lên rồi mình không biết đi đâu luôn này anh em. Đây có Ska này. Ska bắn đây anh em ạ. Ska có giảm thanh hợp lý vãi nồi đâu. Đấy. Tí. vứt đạn xong cũng lú vãi nồi anh em ạ. Sắc này có x8. Ui rồi ôi nó lại hợp. Nó lại hợp súng tổ của mình luôn anh em à. Dạo này mình cứ gọi là bị thích bắn x18 các bạn. Mình thấy nó bước đầu sướng vãi đấy. Nên mình quyết định là bắn x18 anh em à. Cái xưởng này nó trong bo anh em à. Bây giờ phân vân thế nhờ, mình có trăm viên đạn là nếu mà bây giờ mình bay rổ lên nóc xưởng ấy thì khả năng là trăm viên đạn này không biết đủ bắn không. Mẹ có tiếng xe chạy lại này. Ui mẹ giống khách các vậy anh em. Ui mẹ nó lại còn vượt chảo nữa kìa. Sao nó biết mình trước mặt mà nó đứng nó vượt chảo kìa game. Đâu rồi? Mẹ nó đi ăn nó... mẹ mày vứt bể cái đầu tiên liền game. Trời ơi nó đi ăn trứng anh em vào. Mình cứ tưởng nó đứng nó cạo mình thêm bắp. Còn có bóng keo này. Nhặt cũng được. Lùi xe xuống. Mình đứng trên cao lỗi không nhặt đồ được. Ok rồi. Hit chơi đồ miếng anh em. Bây giờ mình kiếm góc mình bay để mình xuống mình lên nóc xử khí này. Bay. Cái hối gì đấy? Từ góc này anh em, bay. Sao kỳ vậy? Đùa. Bay. Được rồi. Cay thật đấy mà bay hai lần không được. Không biết nữa con nào nó bay lên xưởng trước không nữa nó rình mình anh ạ. Dạo này sau khi định mệnh cập nhật mùa mới thì mình cảm giác là bom keo thần kỳ của mình là vứt anh em à. Bây giờ mẹ chỉ cần mẹ một cái dù lượn đi được rồi là chúng ta không phải tốn bom keo lên nóc xưởng. Ui nó lại hợp lý. À, lại còn chưa có ai ở trên đây luôn này. Từ đó mình sẽ gọi là bay lụa một chút xíu ấy mợ. Đáp. Ấy, ui, mày thế nhưng giờ đáp đã kịp. Thằng nào chạy đây? À, cứ tưởng đâu tôi đáp được cơ. À, thì có hai thằng rồi. Thì hai thằng chết. Còn này nữa. Ê, mày súng cái đạn này. Ui dồi, tiếc thế nhở. À, lên một viên vào đầu nó rồi kìa, súng hết đạn kìa anh em, cay thế. Nó xong không? Ê, chạy ra. Ê, em, ui, anh tính chạy nó hút máu à? Ui, mình rình nó mãi anh em à? Quên mất có mới mua hai đậu búa quạt. Ê, đâu, nhầm. Ê, hai dụ búa quạt. Trời ơi anh mà, hai động này mình gọi là mình đi lười đi mua một thẻ, mình dùng 300 kim cương mình đi mua luôn. Nhưng mà được anh ra đến lại ra hành động đúng cho thằng hai dụ đúng không ạ? Mà bây giờ ra thêm hành động Rika phó thì lại càng hợp lý hơn. Bây giờ cái bo còn 14 người thôi, để mình bay qua đây và ê, trời ơi, lỗi nhịp rồi anh em ơi, lỗi nhịp rồi. Hết cay thế nhở. Thôi, kệ đi anh em, xuống lút xác thằng kia rồi mình bay lên lại sau luôn. À, cày thế nhở. Ui, à, chị đang nổ mẹ cái xe của mình rồi. Ủa mà sao tự dưng có bom keo ngay đây anh em. Từ từ, nãy mình nghe có tiếng VS bên, không biết là nó góc nào mà nó ở trong xưởng mà. Mà có khi nào, có lẽ nào lúc mà mình định mệnh bị rơi xuống là có đứa bay lên không ta. Từ từ, đốt xác trước đã. Ui, đúng rồi, thằng khác nó chạy xuống này. Khá phò đấy, kít. Nhặt súng cút hai bên này. À, khả năng có khi nào lúc mình rơi xuống là có đứa bay lên nóc xưởng rồi. Ui, sang sao. Ui, mũ bạc, lựu đạn. Ui, à, phò đấy kít đấy mà. Thôi, mình sẽ gọi là vẫn giữ phong tục tập quán bắn giáp 3. À, xác quần què kia, không gì hết. Nghỉ quá anh em. Bây giờ mình phải chạy lên trên đồi cộng trường, bay ngược lại xuống nóc xưởng này. Đấy, cảm giác. Ê, ui, à, đúng thật anh em mà. Đó là một sự cà khịa thằng khá phò cực kỳ thuyết phục nha bạn. Trời ơi, nó lấy mẹ cái nóc xưởng của mình rồi kìa. Em còn bắn VS nữa thì ai chơi nữa. À, nó đứng trên nóc xưởng kìa, kẻ mè giết nó này. À, hôm nay không phải còn là thằng hai dũng mà, hôm nay là khá phò. Có người chơi trên cổng chơi đấy. Ôi, thế bị kẹp đấy mà, không được rồi. Mẹ giết thằng chết. Ui, khó bắn nó quá, thôi, lui về thôi. Ui, ta chết đồ nó thấy mình. Ê, thôi tha cho khá phò nào. Thôi, tí chết. Ui, hình như có cả 3 thằng luôn đấy mà. À, gần mình có một thằng này, gần bờ đội. Ôi, kìa, bắn kìa. Tranh thủ cơ hội anh em. À, chạy vào đây đã. Ô mà có khi nào mẹ thằng bờ đồi này nó bắn chết mẹ thằng trên xưởng không ta? Từ từ. À, đây. Để lôi ra. Khá phò lia tâm một phát hết sọt anh em à. Rồi bỏ đây đi đã. À, bây giờ mẹ mất mẹ cái nóc xưởng đấy em, cay thật. Ô, đây có người đây. Đi đâu đấy hai? Ui. À, phút được một viên lên đầu à. Thôi, bẻ hướng qua đây giết nó luôn anh mà. Nó chạy đâu ta? Cái cầu vừa thả đồ xuống dưới đây này. Được, xem xuống dưới. À, đây. À, mình bảo sao nó chạy nhanh thế. Thì đã. Nó. Ui, khá phò lại bắn hết sọt anh em mà. Từ mình xuống đây mình lút cái cầu xem có gì đã. Nếu mày có 4 quả keo sao đúng không? Chưa gì thấy bình máu này. Không thấy một gì màu trắng hết. Ui, máu à. Ui, lại còn có cả G18 nữa mà. Thôi, bây giờ, ui, cái bo độ kìa. Mình lên mình lút xác thằng bên trên đã. Xem xác nó có gì đây. Ôi, 3 quả keo lục phóng lựu này. Chất ba lô mẹ rồi. Từ từ, cái xe trở lại thôi, bỏ mẹ đi thôi anh em. À, này khá phò bệnh trên lục phóng lựu em mà, với lại lục phóng lựu nó cũng phải phế sao ấy. Bắn có mình thấy nó phế vãi ra. Ui, bây giờ cái bo nó đỏ mà không biết bo sau đâu mà. Má, bo này mình không bị rơi xuống thì ngon này. Bắn đâu đấy? À nó à, khá phò chơi đồ xong hơi bị ngáo mà. Nó bắn ngay cạnh mình cứ tưởng nó trên tầng 3 cơ. Thôi, lùi sang góc ở đây đã. Đâu rồi? À, mày dám cà khịa khá phỏ. Cà khịa khá phỏ mày. Khá phỏ này còn mày combo xịt cả dép tông Lào nữa này. À đâu, dép tổ ong anh mà, nhầm. Trời, bữa là mình đeo dép tông Lào đây, mình là mình đeo dép tổ ong. Em xác có gì không? Thôi bây giờ chúng ta bay lên lên nóc trường học đi anh em. Bọn còn có 3 người à. Tử pha đấy mà mình bấm bay không được thì mình vứt mẹ cái dù lượn đi cho rồi em vào. Bây giờ bọn còn 3 người này. Bây giờ trường học trong bo và xưởng cơ khí nó cũng trong bo. Bây giờ cái bo 3 nó đang xiết rồi, biết bo 4 nó về đâu nữa này. 3 người nữa. Để xem má, nếu mà cái bo 4 mà nó độ trên nóc xưởng, ui rồi tiếc lắm anh em mà. Để xem bo 4 nó về đâu. Phò tính từ trước là mà mình biết là định cái bo 4 nó không độ nóc xưởng mà mình lên mới. Có mẹ tâm ảo bên nhà bác ra. Ui ui, đéo phải tâm ảo anh em mà. Trời ơi, người thật. Bây giờ là xác định là có một thằng bên nhà baza này. Mình sợ bên đáp đồng hồ có người này. Chúng ta phải đề phòng đã. Mình biết là cái bo nó không độ trên nóc xưởng anh em, lên mình bay lên nóc trường học. Ui, phò đón bo hay vãi nồi anh em mà. Bọn nhau bên kia kìa. Mình đang chờ bọn. Từ từ mà bây giờ còn 3 người đúng không? Bây giờ là có hai người đang bắn nhau bên nhà nhiều lỗ rồi. Bây giờ cái bo nó cũng chuẩn bị thu. Từ từ đã, mình phải xác định xem thằng cuối đâu đã. Bây giờ bo... bọn nó pha nhau bên kia kìa. Từ từ má, mình phải ke đã cho nó bắn nhau đi. Mình ca bo nó sau. Mình xác định thằng cuối đâu mất con bắn. Bọn nó ấy thì ra bắn nhau bên nhà 3 tầng hết anh mà. Mình cứ sợ là mình phải bắn nhà 3 tầng. Ui rồi, nó lại top 1 hết sọt luôn anh mà. Mình cứ sợ bắn nhà ba tầng xong là thằng khác nó bên tháp hồ bắn mình hay là chưa bắn mình ấy, rồi cày ra em. Nhưng mà không, cá phò vẫn định mệnh gọi là tính toán hợp lý anh em, lấy top 1 với 10 kill liền. X18 toàn hết sọt không. Ok thì clip 10 kill kết thúc thôi. Nếu mà anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, một comment dưới, và đừng quên đăng ký kênh và bật chuông lên nhé.